Xin báo cáo đồng chí là ngày hôm qua, ngày hôm nay thì đồng chí Giám đốc Sở Công Thương đang nằm ở biên giới Việt Trung để kết nối cung cầu và làm việc với mấy trăm doanh nghiệp của Trung Quốc để bàn vấn đề tiêu thụ nhãn cho Hưng Yên. Và trước đây vừa qua thì chúng tôi đã làm việc trực tiếp với tham tán thương mại Trung Quốc tại tỉnh. Và tới đây sẽ mời các đoàn doanh nghiệp Trung Quốc về thăm vùng nhãn, vùng cam Hưng Yên, rồi tổ chức các hội chợ, các phiên chợ, xúc tiến thương mại, rồi đi thăm những cánh đồng trồng nhãn, trồng cam của chúng ta tới đây. Để làm sao chúng ta tổ chức được tiêu thụ trước mắt là nhãn cho Hưng Yên. Vừa qua chúng tôi đã làm việc với Vietnam Airlines. Năm ngoái đã xuất nhãn của chúng ta sang Mỹ. Thì bây giờ tiến tới chúng ta sẽ xuất nhãn của chúng ta đưa hết lên tàu bay, bay đi các nước trên thế giới để cho mọi người trên thế giới biết được nhãn đặc sản của Hưng Yên. Và đang rất lo làm sao mà nhãn chúng ta lên tàu bay mà lại đảm bảo được chất lượng và giữ được thương hiệu, nhãn hiệu của mình. Và có đảm bảo được cung cấp nguồn thị trường tiêu thụ được lâu dài hay không? Thế rồi là chúng tôi đang làm việc với nhà máy chế biến nông sản ở Đồng Giao để làm sao mà nhãn của ông ta đưa xuống nhà máy Đồng Giao để chế biến và tiêu thụ xuất đi nước ngoài, cũng như là vải của Bắc Giang và Hải Dương. Chúng tôi làm việc xong và anh Quang Phó Tịch cùng đoàn lãnh đạo của tỉnh đã sang làm việc. Và tới thì các đồng chí lãnh đạo ở nhà máy chế biến nông sản Đồng Giao sẽ về thăm vùng nhãn của chúng ta và tiến tới ký kết với bà con nông dân và tiêu thụ nhãn cho bà con. Rồi đã làm việc ký kết với các siêu thị, các cơ quan mà tiêu thụ nông sản của chúng ta trong nước cũng như là nước ngoài.